và muốn kể chi tiết về cái cuộc đời lính của tôi. Hôm trước thì tôi cũng có kể sơ qua, nhưng mà nói chung là cái lúc đó là cũng không có người gợi ý và cũng không có cái công việc của tôi quá lu bu đi. Mà kể chuyện thì coi như là tôi nhớ đâu tôi kể đó. Nhưng mà hôm nay thì tôi kể cho các bạn nghe một cái chi tiết về cái cuộc đời lính của tôi. Đầu năm 1978 thì tôi xung phong đi lính. Tôi lúc đó mới có 10 tuổi 17 sang tuổi 18. Đáng lẽ ra là tôi đi tuổi đi lính năm 77. Nhưng khi đó là tôi chưa đến tuổi. Người ta dừng lại đến đầu năm 78 tôi bắt đầu đi lính. Là khi đó tôi đi lính là cái hoàn cảnh gia đình nhà tôi á là cực kỳ khó khăn. Bố mẹ tôi là một công nhân. Mẹ tôi là bị hư một con mắt từ lúc chúng tôi là còn nhỏ. Bố tôi cũng là lính ở chiến trường miền Nam. Và khi đó bố tôi chưa về. Còn lại nuôi 5 em nhỏ. Tức là tôi là 5 anh em. Thì cái điều kiện gia đình nhà tôi lúc đó cực kỳ khó khăn. Theo tiếng gọi của Đảng và của nhà nước, coi như là tôi cũng xung phong đi lính. Nói chính xác là tôi xung phong đi lính. Thì khi tôi đi lính á, thì tất cả cái khó khăn lại tiếp tục coi như là cho mẹ tôi một cái gánh nặng nữa. Thì tôi ở nhà thì tôi khi đó, nhưng mà tôi còn phải đi phát rẫy, phát nương, làm lên thêm lương thực giúp mẹ. Nhưng khi tôi đi là các em tôi đang còn quá nhỏ. Có những em mới có 6-7 tuổi thôi. Đấy. Các em kế tôi là quá nhỏ. Mà nuôi cho các em ăn học là hơi khó khăn. Tôi là cực kỳ khó khăn, chứ không phải là hơi khó khăn nữa. Là cái thời kỳ quá độ cho nên là cực kỳ khó khăn lắm. Mà ăn đó là chỉ có bột mạch. Đấy. Một tháng mới được may được một bữa cơm. Thế là một tháng là với nhà nước coi như là với phân phối coi là cấp thêm được ít gạo. Nhưng mà cái gạo đó là để dành riêng cho các em nấu cháo cho các em ăn. Tôi chính xác là như thế. Thì cái việc tôi đi lính á, thì coi như là tôi cũng phải bỏ. Coi như là phải, coi như là cái việc mình tòng quân đi lính thì coi như là tuy gia đình nó khó khăn bề bộn như thế, nhưng mà cái việc tôi đi lính là đó là thuộc trách nhiệm của người con trai ở Việt Nam mình. Lúc đó đất nước đang còn lâm nguy. Khi đó là xã giao quân ở trên huyện, tức là trên huyện đội ạ. Và cái sư 442 lên nhận quân, và tôi hành quân bộ từ huyện vào đến Tượng Sơn. Thì khi bọn tôi vào đến đơn vị á, thì nói thưa các bạn là nói chính xác lúc đó là coi như chưa có nhà cửa. Chưa có nhà cửa và chỉ có cắm bạt ở thôi. Mà cắm bạt ở thôi. Thì lúc đó là cái đơn vị đó là bước đầu mới bắt đầu thành lập để huấn luyện tân binh mới. Và chúng tôi là khóa đầu tiên. Khóa đầu tiên thì cái cơ cực đối với bọn tôi là vừa huấn luyện vừa xây dựng nhà cửa. Thì trong huấn luyện xây dựng nhà cửa, thứ nhất là tôi sẽ kể cho các bạn nghe là những cái cuộc bọn tôi đi vô rừng á, chặt nữa từ Tượng Sơn lên đến trung tuyến Phát Vinh, tức là ở trong huyện Như Xuân á, là đi từ đó lên đến đó là 20 cây số. Đi 20 cây số, về 20 cây số, nhưng mỗi một khi về là mỗi anh là một gánh cây nữa. Một gánh cây nữa là đi về 40 km. Mà buổi sáng là được một cái bánh mì. Được một cái bánh mì. Buổi trưa là anh em mang mạch với mang cái đồ đi ăn trưa ở trên, tập trung lại ăn ở trên rừng. Buổi chiều á, có những anh khỏe đi nhanh được á, thì tầm khoảng cỡ 6 giờ tối mới đến nơi. Có những anh đến 9-10 giờ đêm mới đến nơi. Tức là trong ngày phải về. Đi 40 cây số trên rừng luôn. Luồn vô rừng chặt được hai bác nữa, còn hai bác nữa rồi đóng gánh là gánh xuống đó. Đó, cái nữa đó là về để làm đập ra, rồi người ta làm tranh lợp bằng nữa, lợp bằng tranh nữa, bọn tôi gọi là tranh nữa đó. Cái cây nữa đập ra để làm tranh. Thì bọn tôi huấn luyện ở đó là từ ngày 11 tháng 4 dương lịch năm 78. Tôi huấn luyện đó là vừa huấn luyện vừa xây dựng doanh trại để mà ở. Đấy, là cái thời kỳ huấn luyện của tôi ở đó. Còn cái sinh hoạt á thì nói thật với các bạn là chỉ có ăn bò bò bột mạch thôi. Đấy, ăn bò bò bột mạch thôi.
Thì bước đầu á, mấy ngày đầu á, tức là từ tháng đầu á, thì một tuần thấy được một bữa cơm. Thế trong ngày hôm đó được một bữa cơm, như buổi chiều với em bọc mạch. Nếu ăn một bọc mạch buổi sáng, buổi trưa thì buổi chiều được bữa cơm. Tức là một tuần mới được một bữa cơm. Đấy. Mà lúc đó một bữa cơm khi đó là chỉ có là cái bí đỏ hoặc rau muống, cá khô, có thế thôi. May may đó là đơn vị tăng gia nhé, cũng không thấy cái đơn vị không có cái chỗ nào mà cung cấp được cả. Mà chính bọn tôi tăng gia ra rồi có thêm một ít thịt lợn này. Có thêm một ít thịt lợn nữa. Nhưng mà phải cỡ 4-5 hôm mới có được bữa thịt lợn. Chỉ có thế thôi. Còn cái bí đỏ là coi như có tôi tưởng tượng là một quả bí đỏ khả năng nấu một đại đội ăn. Một quả bí đỏ chặt ra nấu nấu thành canh để làm canh ấy, là được hàng đại đội ăn luôn chứ không phải. Lúc đó tôi cảm thấy là hát cực kỳ khó khăn. Lúc tôi đi lính là tôi 58 cân. Đến khi mà coi như tôi huấn luyện chỉ có 20 ngày thôi. 20 ngày thôi tôi sút 6 cân luôn. Đấy, người ta cân lại đi, người ta bắt đầu người ta cân lại, người ta khám lại coi như để có trúng hay không đó, là 20 ngày người ta lại khám lại một lần. Thì tôi sút 6 cân luôn. Đấy. Đó là đời học sinh tôi bắt đầu đi lính là như là tôi trải nghiệm đầu tiên là tôi vô đời lính là tôi sút 6 cân trong 20 ngày. Trong khi đó là coi như bọn tôi huấn luyện là coi như là chỉ có huấn luyện các cái bài lăn lê bò toài và các cái động tác coi như là bắn súng, tức là bắn bài 1, bài 2 của AK thôi. Đấy. Nhưng bọn tôi coi như là cái đó thì tôi tưởng tượng là coi như là bọn tôi chủ yếu là xây dựng là chủ yếu. Xây dựng mất 2/3 thời gian rồi. Còn huấn luyện chỉ có 3, huấn luyện có mỗi bài bắn AK là bài 1, bài 2, bài 3 thế thôi. Còn ngoài ra là nắm lựu đạn rồi những cái chương trình của tân binh á. Thì coi như là ban lăn lê bỏ toài rồi đi đều rồi cái khoản tinh tinh nữa rồi chạy Việt giả rồi hành quân bộ rồi. Nên là mỗi anh khi đó. Mà tôi tưởng tượng là khi đó nhá. Tôi lắm lúc tôi ngất xỉu luôn, tôi đói tôi lử luôn. Tôi bị ngất xỉu một lần. Vì đói ăn. Vì đói với lý do là tôi mà cái bệnh của tôi mà đói á, là hay bị ngất xỉu. Hay bị ngất xỉu. Thì tôi đợt đó tôi gánh nữa tôi bị ngất xỉu một lần. Tức là người ta phải vác cả nữa cả người tôi về đơn vị. Mà nằm ở ngay cái tiểu đoàn 15 huấn luyện bên trên tôi. Tức là cái tiểu đoàn của lính của trung đoàn 10 của tôi bây giờ này. Cái tiểu đoàn huấn luyện là gọi là tiểu đoàn 15 đó. Mấy ông lính đó là cũng người ở Thanh Tân, Ninh Kỳ lại cũng bạn với tôi. Mà khiêng tôi vô trong đó và hồi sức cho tôi ở ngay cái tiểu đoàn 15 đó. Mà từ tiểu đoàn 15 về đến tiểu đoàn 7 cũng không xa đâu, nhưng khoảng 700-800 mét thôi. Nhưng tôi phải nằm đó đến 9 giờ đêm tôi lại bỏ về. Khi tôi bỏ về á, thì đơn vị, ông tiểu đội trưởng, ông tức là tôi còn nhớ là lúc Long Vinh, ông người Nghệ An, ông bảo tôi là coi như là không chấp hành đúng quy định của đơn vị, tức là đi sai giờ. Đấy, ông phạt tôi, bắt ra tôi cột cờ tôi đứng. Đấy, bắt ra tôi cột cờ tôi đứng. Mà tôi nói thật, sau khi đó đến sáng mai tôi mới bảo mấy ông tiểu đoàn 15 đến làm chứng, họ mới thả tôi ra. Đó, họ mới thả tôi ra. Nếu mà không nhanh là tôi thấp nhất tôi cũng phải bị phạt một tuần. Mà đó là nhiều anh bị rồi. Mà tôi bị phạt đúng một đêm mà tôi bị bệnh tôi nằm đó nhá. Mà họ không nghe, bắt phạt tôi ra. Thì lúc đó tôi là đang tân binh mà. Thì cho nên tôi phải chấp hành thôi. Đấy, họ chấp hành thôi. Sau này mấy ông tiểu đoàn 15 sang chứng nhận là ông này bị ngất xỉu. Lúc đó họ mới không phạt tôi nữa. Đấy. Đó là cái bước đầu của đời lính tôi như thế. Trong cái khi huấn luyện á, thì tôi nghĩ thì cũng bình thường thôi. Tức là cái kỷ luật của người lính á, thì người ta bảo là thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đỡ máu. Thì cái đó thì tôi phải hoàn toàn chấp nhận. Mà sau này tôi thấy cũng đúng. Mình không phán nán oán trách gì người ta cả. Nhưng mà đó là sự thật. Đó là sự thật. Mà mình huấn luyện, mình tập dược càng tốt thì sau này đỡ cho mình, vô chiến trường đỡ cho mình. Thì theo tôi nghĩ như thế. Đến khi bắt đầu tôi huấn luyện mãi đến khi tôi đưa mẹ tôi xuống đó thăm tôi được một lần. Thì ở công nhân thì ở nông trường thì các bạn cũng biết rồi đó, không phải như nông dân. Đến khi có lương hoặc là đến khi người ta phát gọi là hàng tháng, phát đường, phát sữa, phát gạo hàng tháng
thì mẹ tôi mới tích góp lại, nói chung là coi như kiếm được con gà luộc lên rồi đem xuống cho con ăn. Đã, được một lần. Chắc là không phải một mình ăn, rồi xuống đó là cả tiểu đội rồi cả các bạn cùng ăn. Mà mình cũng không thể ăn một mình được. Đấy, chính xác mình không ăn được. Tại vì mẹ của các bạn đến thì có hoa quả rồi có cái gọi là cơm nếp ngày xưa cũng không có là bánh trái gì đâu. Chỉ cơm nếp hoặc là thầm thịt con gà là tốt lắm rồi. Nhưng mà thương các mẹ, nó chính xác là thương lắm. Thương với lý do là coi như là cất công ngày xưa không có phương tiện. Đi bộ, đi từ nhà về đến đơn vị, thấy các thấy, đến cho con ăn, nhìn thấy con rồi ướt nước mắt rồi lại về thôi. Phải về thôi. Thì phải chấp nhận thôi, biết làm sao được. Mẹ nào mà không thương con, mà con nào mà không thương nhớ mẹ. Nhưng mà đó là cuộc đời lính của tôi khi tân binh là như thế. Nhưng đến khi mà tôi huấn luyện là bắt đầu là đến bắt đầu một thời gian dài như thế. Thì đến mãi ngày 14 tháng 7 dương lịch năm 78. Thì đơn vị bắt đầu là chuyển chúng tôi vào trong Nam, vào đơn vị mới. Khi huấn luyện thân binh khi đó là coi như là khẩn cấp, không cho ai về phép hết. Đấy. Thậm chí đến khi bắt đầu là cái lúc người ta bảo cho mình vô Nam, người ta không báo trước đâu. Nhưng tôi được biết là người ta gọi là người ta cấm không được cho ai đi chơi hoặc đi phép. Đấy. Mà đi đâu phải báo cáo đàng hoàng, không là về bị phạt. Đấy. Trong vòng 20 ngày thì bắt đầu với hành quân vô miền Nam. Đấy, người ta phải giữ lại quân số đầy đủ, hành quân về miền Nam. Thì lúc đó là không nói được. Mà mình mà họ mà thông báo là có những anh coi như là bất mãn rồi thế này nọ, người ta đầu ngủ. Đấy, người ta đầu ngủ. Cho nên khi tôi hành quân vào miền Nam á, thì bọn tôi hành quân bộ đến gọi là đến cái ngã Ba Cung á, thì là thuộc huyện, thuộc xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Ở dọc, ở có cái đó có một cái trục đường 1. Đấy, mà thường thường bọn tôi ở đây bọn tôi gọi là cột số 31. Đấy, ở ngã Ba Cung. Đấy. Thì bọn tôi hành quân đó, thì trong vòng hành quân là hôm đó là vào khoảng 11 đến gần 1 giờ đó, thì bắt đầu mới lên xe. Cái đầy đủ, coi như tập trung đầy đủ bắt đầu mới lên xe. 1 giờ chiều đó. À, khi bắt đầu lên xe thì hoặc là viết thư hoặc điện thông báo là mẹ, rồi anh em, tức là có những nhà nào mẹ mà yếu quá hoặc già quá, các em nhỏ quá là không đi được. Nhưng mà gần như được khoảng 70-80%. 70-80% là đi tuyển con lên xe vô miền Nam, gọi là tuyển con đi đó. Thì dân xung quanh nó thì cũng khó khá nhiều, tại vì khi đó bọn tôi lên xe đó là đi hai tiểu đoàn, một tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 15 bọn tôi. Cái tiểu đoàn 15 tân binh ở ngoài Thanh Hóa là vào trung đoàn 10 của sư 339. Tiểu đoàn tôi là tiểu đoàn 7 vào trung đoàn 9 của sư 339. Chứ còn còn một cái trung đoàn 8 nữa thì tôi không biết là vô sau vô trước, tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ cụ thể là cái trung đoàn 10 là của tiểu đoàn 15 huấn luyện khóa của đầu tiên, khóa tức là tháng 4 78 với tôi là vào đó là trung đoàn 10. Đấy. Cái khóa còn cái đại tiểu đoàn 2 sẽ tiểu đoàn 7 bọn tôi á, là vào trung đoàn 9. Mà lúc đó một tiểu đoàn á là đông lắm. Huấn luyện một đại đội những hơn 120 người thôi. Trên đường chúng tôi đi thì đến Vinh là một trạm, nghỉ đó một đêm. Tiếp tục sang ngày hôm sau, tiếp tục đến ngày hôm sau là đến Đà Nẵng, nghỉ một trạm một đêm đó. Ngày thứ ba nữa là đến Long Bình, cái trạm Long Bình đó, là nghỉ đó một đêm nữa. Từ ngày hôm thứ tư là bọn tôi từ Long Bình vào đến Châu Đốc. Vào đến thị xã Châu Đốc. Thì đến thị xã Châu Đốc là 11 giờ đêm. Đến thị xã Châu Đốc là 11 giờ đêm. Thì bọn tôi vừa đến đó thì coi như là cũng không được nghỉ ngơi đâu. Đến cái coi như là đã có người coi như là phát súng đạn rồi. Đấy, phân bố sang các đại đội á. Thì các ông lính cũ á, các ông lính cũ thì coi như là khi đó không có máy. Tức là cái cấp tiểu đội không có máy nữa. Mà không biết là chiến đấu lúc nào tôi cũng không biết nữa. Mà không biết thành lập lúc nào tôi không biết. Nhưng mà cái lúc đó bọn tôi nhận, tôi biết rõ được là khi đó là nguyên một cái tiểu đoàn 7 bọn tôi vào một trung đoàn 9. Thì đại đội bọn tôi vào được khoảng 16-17 anh lính Thanh Hóa năm 78. Cái đại đội đó, một đại đội bọn tôi đó, vào đó được 16-17 anh. Thì bọn tôi bắt đầu phát súng lúc 11 giờ đêm. Phát súng lúc 11 giờ đêm. Thì bắt đầu là phát súng lúc 11 giờ đêm thì bọn tôi vượt sông luôn. Tức là ngay ở đó có một cái con sông vượt qua bên kia.
mà không biết là tôi đang không nhớ được là Tân An hay là cái chi An. Đấy. Thì sang qua bờ sông bên kia là thấy nhà cửa cháy rồi. Mà dân ở chỗ đó người ta trồng mía không? Ừ. Thì vào đến đó là cái mùa tháng 7 tháng 8 mà là mùa mưa. Ừ. Mà trên đường bọn tôi đi từ 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 ga à, từ từ bắt đầu vô bước chân vô Cửu Long vô cái tỉnh miền Tây đó. Thì bọn tôi là người dân Thanh Hóa mà dân miền Trung mà. Nước là nghe chừng không biết được. Nhưng vào đến đó là chỉ thấy nước không, chỉ có con đường chạy ô tô nó chạy dọc đường này, nhìn hai bên chỉ thấy nước trắng tinh. Lúc nó đã thấy hoang mang rồi. À, Linh đang trẻ lắm mà lúc nó thấy hoang mang rồi. À, nhìn thấy nước không. À, như tôi thì đã còn biết tí bơi lội nhưng mà nhiều anh không biết một cái gì là mà có nhiều anh bắt đầu ướt nước mắt khóc ngồi khóc rồi đấy, thực tế là mà nói luôn. À, thì vào đến Châu Đốc, và Châu Đốc thì 11 giờ đêm thì bắt đầu phát súng phát đạn, bắt đầu đưa bọn tôi sang bên đó luôn, phân chia A rồi tổ rồi trung đội là coi như là sang đó luôn. Ừ. Sang đó luôn thì coi như là cái ông mà tổ á, ông gọi là ông tổ trưởng đó, tức là coi như là khi đó chắc là A khó A trưởng gì đó. À, chỉ bọn tôi ở cái chốt, thì mỗi một chốt là khoảng cỡ 70-80 mét cách nhau. Đi sang á lúc nó đang tối, cái chính xác là đang tối, nhưng đến sáng mai nữa thì từ cái bờ sông đó vào đến chỗ bọn tôi chốt là tầm 2 cây số, và 2 cây số. Nhưng mà thỉnh thoảng á, sau này là có một lần hai lần gì đó, trong 10 ngày bọn tôi ở đó thì có 2 lần tôi ra đến bờ sông đó, tại vì lúc đó là tôi đi ra tôi đi lấy đạn và lấy hàng đồ ăn mì tôm lương khô bắt ra ngoài bờ sông đó, để cái tàu với xuồng xuồng với ghe lắm chở qua để bọn tôi nhận cho đại đội. Thì bọn tôi biết là tầm 2 cây số, nhưng khu vực đó là cháy hết, mía là hắn cháy, những cái lá khô nó cháy hết đi, hắn đặt xỉ, còn nhà là coi như còn cái nhà bên đó, nhà đó là đại số nhà sàn hết, tức là cái cột bê tông họ dựng lên rồi còn cháy hết lòi cột bê tông, có những cái đang còn cột nhà cửa cháy hết đó, là cách Châu Đốc 2 cây số. Đó là rõ ràng luôn ạ. Đấy, là bọn tôi ở đó coi như là khi chốt đó, là bước đầu tiên coi như là chốt. Tôi nói chú nghe, khi chốt đó thì cái mùa mưa là chuột với rắn chết đó, thường thường đến những cái gò cao rất nhiều, tại vì mưa mà. Thế nên chuột với bọ là rắn chết là hắn lên những cái gò cao để hắn nằm, hắn trú ẩn lên đó. Đấy, thì cái dân mà dân ở đó, dân miền Nam ở đó và cái dân bọn lính cũ là hắn nói chuyện bình thường. Ừ, nói chuyện rất bình thường. Mà lính miền Bắc mới vào là chuyện rắn rết với chuột là thấy sợ lắm. Như tôi là thấy rắn là tôi chỉ có đập hoặc là tôi chạy thôi. À, như dân ở miền Nam là người ta ăn chuột cũng ăn rắn, người ta chụp người ta bắt. Như bọn tôi là thấy sợ rồi. Mà tối lại nó ra nó loại, nó ra loại. Cứ đứng đi chín bò vô, hắn bơi vô. À, mà khi bọn tôi chốt là coi như là nước mà chỉ mặc đùi không thôi. Tháng nữa bắt đầu chỉ đi là lạnh rồi, gần sáng là ngấm nước lạnh lắm. Đấy. Thì cái chỗ mình đào hào là mình đào mình hất đất lên á thì anh còn cái ít cao cao thôi, chứ còn nước là cứ lội ngang ngang háng ấy, chứ ngang háng với ngang đầu gối, chỗ mùa cao đầu gối mà chỗ sâu đến ngực là nước cứ làm bỏ mới đi, chứ hắn chỉ có nước không mà. Đấy, chỉ có nước không thôi. Đấy, không có gò cái gì, mà thỉnh thoảng có cái ụ đất là cái gò đó thì rắn hết chui vào đó, hoặc là mình đào hầm á, đào đất mình đào lên mình hất lên á thì cứ cao cao lên tí thì có khi mà hất lòi ra là bọn nó rắn với chuột hắn bỏ để nó nấu. Đấy. Có những lúc coi như là phải đến cửa hàng sáng mai là thấy cũng 20-30 con chuột ạ. Nhưng mà lính miền Nam đó, người miền Nam đó họ thích lắm, họ bắt. Mà dân đó họ cũng đi bắt. Đấy. Hắn bảo để im cho tao bắt. Đấy. Họ thích bắt chuột, họ có một cái lòng tròn ở đeo bên nách là họ bắt. Đấy. Bắt họ nướng, nhưng họ nướng họ cho mình ăn sau này mình cũng quen đi. Bắt đầu họ nướng xong họ ép, họ tẩm các tinh tinh đó ra giảm, bắt đầu lúc thấy ngon. Nó chính xác là ngon lắm. Tức là mình cũng quen dần đi. Đó là bước đầu tôi vô chỗ Tân An rồi đó. Hình như Tân An thì chính xác hơn. Đó. Thế thì tôi ở đó 10 đến 12 ngày đó. Đó 12 ngày đó thì bắt đầu là nói chung lính đánh chiếm được không, nhưng mà bắn hỏa lực, bắn bằng pháo với 12 ly 8 hoặc là các loại hỏa lực cối, thì bắn gọi là bắn cầm canh với nhau. Hai bên bắn nhau là chuyện bình thường. Có lúc đó thì một đêm thì thấp nhất coi như là gần như râm ran, lúc nào cũng nghe tiếng súng. À, nhưng mà lúc đó là thấy chơi nhau hỏa lực thôi. À, chơi nhau hỏa lực trong cái 10 ngày tôi ở đó. Nhưng mà nói đúng khi đó là tôi chưa bắn viên đạn, mà có thấy địch không mà bắn. Có thấy địch không mà bắn. À,
Tôi ở đó coi như là chuột rắn cái tinh tinh là coi như là vì cái ở đó dân người ta rất mến, nó chính xác người ta rất mến lính, mà người miền Nam người miền Tây đó người ta rất thật tình, người miền Tây đó người ta rất thật tình, mà mình cũng dễ mến người ta lắm, tại vì họ nói dễ thương, những dân miền Nam đó, họ nói thật lắm, họ thật tình lắm, họ thương mình lắm, họ coi mình như con đẻ luôn. Đấy, có cái gì ăn là họ đem hết cho ăn, họ đem hết cho ăn, mà họ nói rất dễ thương, tôi có cảm tình ngay từ bước đầu mà, tại vì đầu tiên tôi vào miền Nam miền Tây ấy, tôi có cảm ngay từ bước đầu, mà sau này đời tôi huấn luyện là coi như là cũng các ông đó cũng miền Nam tôi rất thích, đấy. Thì đến tôi huấn luyện ở đó, tôi ở khu vực đó là đánh nhau đi đánh là gọi là bắn hỏa lực, bắn đi bắn lại thôi, chứ còn thực tế đó mà nói là tôi chưa được bắn viên đạn một lần, cũng bước đầu ngày đầu ngày thứ hai là run sợ. Nhưng mà không biết là mọi người họ nghĩ sao, nhưng tôi chả có nghĩ gì cả. Thế rồi đến ngày thứ ba tôi tự nhiên thấy quen dần. Hắn quen dần thôi. Nhưng mà hắn vẫn quan trọng nhất là mình chưa đúng độ, cho nên mình chưa thể biết được. Chính là tiếng hỏa lực thôi. Thì tôi ở đó khoảng hình 12 ngày ấy. Thì bắt đầu có lệnh hành quân, thì hành quân họ cũng không nói là tôi hành quân về huấn luyện hay là đi chết nhau không biết. Đưa bọn tôi ra tàu. Chở sang bên đây bắt đầu đi hành quân bộ một cái sang đi bộ từ Châu Đốc đến cái phà Vàm Cống. Ngày xưa là phà Vàm Cống, qua phà Vàm Cống bắt đầu mới lên xe đi về Sa Đéc, tức là về Đầm Lác Sa Đéc đồng huấn luyện ở đó. Cái Đầm Lác Sa Đéc thì ngày xưa là cái căn cứ của Ngụy ngày xưa nằm đó, hình như của sư 9 là sư mấy của thằng Ngụy ngày xưa. Thì bọn tôi huấn luyện ở đó, thì trong cái khu vực bọn tôi huấn luyện là khu vực ở lại cũng cơ cực, còn khổ hơn cả ngoài Bắc này. Ở ngoài đây thì khô ráo, như trong đó chú biết không, ở trong huấn luyện á, thì tôi huấn luyện là coi như ở trong nhà á, là người ta bằng cái sạp cao ngang với chỗ mùa sâu thì ngang nách người này. Đấy, ngang nách người này, tức là mình đứng từ đất lên là ngang nách người, nhưng trong nhà á, là phải đi nước lội đến háng. Nước phải lội đến háng. Đấy. Còn tất cả là đều nước hết. Mà xung quanh nó có một cái kênh rộng, tức là bao lấy cái khu bọn tôi ở đó. Thì khi huấn luyện á, thì có những cái bài tập á, là họ đào đất, bắt đầu đắp ụ một. Ụ một lên để cho nó cao khỏi mặt nước. Để nằm xuống để ngắm bắn. Đấy. Còn lăn lê bò tòa là dưới nước. Lăn lê bò tòa dưới nước. Và lính Bắc mình nhất là phải được đi tập bơi. Đi tập bơi thì coi như là khi tập bơi họ trong đó là huấn luyện kỹ nhất là coi như là mấy ông lính Bắc, mà nhất là mấy ông mà miền sông nước thì còn đỡ, nhưng mấy ông không biết gì là coi như là nhiều anh uống nước no luôn, mà coi như là khi uống nước no là coi như có anh coi như là gần 2-3 tháng trời cứ mỗi lần đi bơi là một lần uống nước, khổ lắm, có phải là đi bơi không đâu, phải cởi quần áo, bắt mặt quần áo, rồi đùm quần áo quần tư trang mình lại, đùm áo mưa lại, rồi bắt đầu ấy không ai mà coi như không ai chặt tay cái nữa, coi như là uống nước no luôn. Nhưng mà đa số những anh mà đuối nữa, coi cho uống nước no bắt đầu lại mấy ông cứ có xuồng rau mà hát lôi lên thôi, không chết được một chết đuối cả cổ nữa đó. Thì đến đó là coi như là tôi vì nhận nhiệm vụ là nhận khẩu đại liên, tức là tôi nhận bên hỏa lực. Thì đến đó họ chọn anh mua mà thấy to từ khoảng 55 hoặc 60 cân trở lên, lúc đó là to đó, lúc đói ăn mà đứa là to đó, tôi là to rồi, tôi cũng dạng cỡ to rồi, thì hắn giao cho một khẩu đại liên, tức là khẩu đại liên là khẩu đại liên 60. Khẩu đại liên 60 thì coi như là tôi chỉ có tập về bắn đại liên 60 thôi là chính, tức là cái đó là thủ công của tôi, tức là tập. Thì một tuần hoặc một nửa tháng gì đó thì họ giảng thêm những cái bài bắn hỏa lực nữa, tức là những cái ông bắn hỏa lực đó, thì giảng thêm những cái bài ví dụ như bắn B-10 này, B-1 này, hoặc là M-72 này, các cái hỏa lực của bộ binh. Thì tôi cũng được học thêm nữa các cái hỏa lực của là cái cấp tiểu đoàn, tức là 12-8 và cối. Tức là tôi học về các cái đó là học thêm, gọi là học thêm, học sơ qua. Cho nên khi đánh nhau là tôi biết hết các cái bài đó, nhưng chủ yếu tôi là bắn đại liên, tức là đại liên 60 của Mỹ. Ở Sa Đéc á, thì huấn luyện cực kỳ gian nan và khổ. Đấy, khổ hơn ở cái đợt huấn luyện tân binh ở ngoài Bắc. Ở ngoài lính Thanh Hóa ra thì bổ sung thêm lính Hà Nam Ninh
và lính Bình Trị Thiên. Lính Bình Trị Thiên. Và một số lính Hải Phòng nữa. Nhưng mà lính Hải Phòng thì lúc đó nó vào á thì vào lớp già. Lớp cao tuổi, tức là từ phải 25 đến 30 tuổi trở lên. Lính Hải Phòng. Đồng chí ở các tỉnh khác ấy, thì rộng quá tôi không biết được mấy. Nhưng mà riêng xã tôi ấy, riêng xã tôi thì có 7 anh em trong xã. Tức là cái xã tôi là xã Yên Mỹ, ngày xưa là nông trường Yên Mỹ. Thì và đi vào đó là 7 anh em mà cùng một trung đoàn với nhau, cùng tiểu đoàn với nhau huấn luyện. Tôi là một, đồng chí Sơn là hai, Minh là ba, Lâm là 4, Thắng là 5 và Cường là 6. Với Tuấn là 7. Đấy, Tuấn là 7. Thì trong đó thì coi như là khi gọi là tôi trở về á thì còn 3 anh hy sinh. 3 anh bị thương và một anh bị sức ép nặng. Rồi bây giờ tai cũng hơi lẳng lãng. Đấy, coi như là 7 anh coi như là dính đòn cả. Chính xác là dính đòn cả. Đấy. Thì các bạn cứ tưởng tượng coi là cái cuộc chiến nó khốc liệt như thế nào. Chúng tôi là người ở miền Trung mà. Thì vào đó là coi như là bắt đầu là huấn luyện ở nơi cái chỗ coi như là đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 7 tháng 8 á. Thì nó mưa. Nước linh láng hết. Tất cả coi như là từ nhà ở cho đến nhà bếp nấu luôn của đại đội tiểu đoàn là đều phải nấu trên cao hết. Đấy, tràn ngập hết cả một cái khu bọn tôi ở luôn. À chúng tôi ở luôn. Đấy, tràn ngập hết. Coi như là từ háng cho lên đến ngực phải lội, phải ngâm nước như thế. Mà bọn tôi, chúng tôi huấn luyện từ đầu tháng 8 cho đến nửa tháng 12 huấn luyện ở đó. Anh nào nhận đại liên thì học chuyên về đại liên, anh nào học cối chuyên về đại cối, coi như là anh nào giữ loại súng nào thì phải học chuyên cái loại súng đó. Đấy, thì trong cái học chuyên đó thì phải biết được tính năng tác dụng rồi là bắn như thế nào. Đấy, bắn như thế nào. Đấy, thì đó là học chuyên sâu từng các loại vũ khí một. Thì quá trình bọn tôi huấn luyện đó, thì nói thật với các bạn là hắn muôn vàn khó khăn. Muôn vàn khó khăn. Thứ nhất là tôi nói về ăn uống của lính. Về ăn uống của lính ở trong đó thì nói chính xác là ăn cơm liên tục, không có một mạch. Đấy, không có một mạch. Đấy. Nhưng một tuần là phải có một buổi, một ngày á là phải ăn cháo. Tức là ăn cháo đó nhằm mục đích bớt gạo lại mỗi anh bớt một ít để nhằm mục đích để chuyển sang cho dân. Tức là ủng hộ dân. Đấy. Thì ra ngoài bài tập á cũng nước. Cũng nước. Cái bài tập mà khi mà bắn súng á, tức là các cái bệ bắn á là phải đào đất lại, cố định mà. Đào đất lại đắp cao lên khỏi mặt nước để nằm ngắm bắn. Gọi là quỳ bắn, còn là nước hết. Còn những khi mà lăn lê bỏ thoài á, là coi như là chỉ có lăn dưới nước và bỏ dưới nước thôi. Mà khi đó là anh em lính chúng tôi á, là chỉ có hai bộ quần áo thôi. Đấy, mà các đồng chí, các bạn tưởng tượng rằng coi như là hai bộ quần áo lính, hắn dài như nữa. Mà đến khi mà coi như là trong ngày là đi buổi sáng, buổi trưa về thay, buổi chiều coi như là gần như lúc nào cũng ướt. Chứ không có lúc nào khô cả. Tối lại là phải mặc quần áo lót hoặc là mặc quần đùi không. Nói xin lỗi các bạn, có khả năng là cởi cả quần đùi luôn để mà vắt chân khô đi. Vắt chân khô rồi bắt đầu là bỏ lên dây. Mà mùa mưa trong Nam thì hắn mưa gần như là cả ngày cả đêm luôn. Hắn mưa coi như là không, hắn có là không thể có ánh nắng được nữa. Nhưng mà lúc đó bắt đầu tôi dính hắc Lào. Bị dính hắc Lào. Tức là tôi dính hắc Lào gần như là coi như là hết cả một cuộc đời lính tôi về đây. 3 năm trời vẫn đang còn hắc Lào. 6 năm lính với 3 năm về nhà nữa là 9 năm bị hắc Lào. Đấy. Chuyển sang là người ta gọi là eczema, tức là vô đường máu. Cả đó luôn. Đấy. Về nhà là dính sẹo vô cái đó. Mà đến khi tôi phải tra bằng cái loại, tôi nói các đồng chí và các bạn biết là tôi phải tra bằng cái loại thuốc tất cả axit này, rồi cồn ASA này, rồi là đấy. Nhưng đến khi tôi tra cái thuốc cuối cùng là cũng là axit chua. Mà tôi tra 1 năm rưỡi mới khỏi. Dùng axit
coi như khi mà mình bôi axit vô coi như là hăn bong lên, nhưng kiểu mình lấy lửa mình châm vào da mình cái dùng axit đấy. Nào là mưa xuống mà thì điện đài lúc đó nó cũng không được hiện đại như bây giờ đâu. Đấy, điện đài lúc đó nó không được hiện đại đâu, mà đã có những trường hợp bị chập điện, tức là bị dính điện đấy. Mà hai ba trường hợp chứ không phải một trường hợp đâu bị dính điện, tức là có anh đã chết, đã hy sinh, và cũng có anh coi như là coi như ngấp ngoái luôn, tại vì nước mà điện chỉ cần hắn sơ suất một tí là bị rồi. À, tôi huấn luyện đại đại liên đó thì có một anh, tức là anh sỏi cũng huấn luyện đại liên, nhưng mà ông nữa là anh nữa là nhỏ người hơn một tí, ông người Bình Trị Thiên thì sau này là bắn phụ cho tôi, sau này là bắn phụ cho tôi. Ông sỏi đó là hai anh cùng học đại liên với nhau, nhưng mà ông học đại liên sau này bắn phụ với tôi là ông phải đeo theo một khẩu AK nữa, nhưng tôi không phải đeo, tại vì tôi xách khẩu đại liên rồi, khẩu đại liên khoảng 10 đến hơn 10 ký chứ đó. Đấy, hắn có hai chân tay xách. Khi đó là ông đại trưởng tôi là ông Tâm, ông nó người Cửu Long nhưng mà ông là gốc Khmer, ông nhiều hơn tôi chừng khoảng 7 đến 8 tuổi, ông làm đại trưởng. Và ông bé ba là người Cửu Long. À, thì làm chính trị viên. À, làm chính trị viên. À, là hai ông đó. Còn ông trung đội trưởng tôi á là ông Lương. Ông ấy tên Lương mà tôi còn nhớ là hình như là người Chương Dương Nghệ An đây này. Tỉnh ngày xưa gọi là Nghệ tỉnh, hiện nay gọi là Nghệ An đó. Người Chương Dương Nghệ An, mà cái Chương Dương là hình như cái huyện miền núi của Nghệ An đó. Tôi bắn bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 là được bắn hết, bắn đạn thật. À, thì tôi bắn đạn thật đó thì phải hành quân bộ từ Sa Đéc đến Sa Trường Vĩnh Long. Nếu mà từ Sa Đéc đến Sa Trường Vĩnh Long thì nói ra thì các anh em đều biết hết. Nên dùng cái bản lĩnh ở cùng sư đoàn thì người dân ở đó người ta đều biết, nhưng mà tôi nói là từ Sa Đéc đến Sa Trường Vĩnh Long tôi khoảng hơn 40 km như vậy. Chúng tôi huấn luyện chuyên sâu đó là anh em huấn luyện rất chi là kỹ. Tất cả những cái môn mà coi như là tôi được học hết. Mà thích nghi với cái đồng bằng sông Cửu Long đó. Mà nhất là bơi lội. Coi như là một tuần thấp nhất cũng phải là 5 lần đi bơi. À, 5 lần đi bơi, nhưng mà bơi á, là đơn vị người ta không cho bơi buổi chiều. À, có bữa là coi như là 2 giờ sáng người ta chẳng báo động, coi như là ra bơi, coi như là lội đi ra bơi. Mà cái, bắt đầu vô đến tháng, tôi còn nhớ là một cái tháng 11 nó bắt đầu rét rồi. Cũng rét ở trong nó bắt đầu rét. Run, à, rét run. Mà khổ nhất là những anh chưa biết bơi. À, chưa biết bơi thì họ rất nản, họ không tự tin được. Ê, còn mấy ông mà chỉ huy đằng sau tức là cấp trung đội đằng sau người ta có cái ghe với xuồng con đó, ba lá người ta chào tay ấy. Thế thế nào mà no rồi coi như là thấy cứ chìm dần là người ta đầu lấy móc lôi lên mà những anh đó là phải học thêm bơi đấy, bơi lội đấy, cho thích nghi với điều kiện ở trong cái đồng bằng sông Cửu Long đó đấy. Mấy ông mà bơi được là khỏe, nói chung là thấy bình thường, như tôi là tôi thấy bình thường, nhưng mà thương hại nhất là mấy ông không biết bơi. Đấy. Thì có một cái như thế này này, dân ở đó đó khi đó cũng là rất khổ, mà họ cũng tốt với mình. Thỉnh thoảng người ta ví dụ người ta mang ở đó có cái loại chuối, người ta ở miền Bắc gọi là chuối ngự, hay là chuối ngự, nó là cái chuối ấy mà chuối nó ngon lắm. Thỉnh thoảng cứ mang cứ là vài ba buồng gì đó, tức là ở cái mặt đường á, ở cái mặt đường đó, họ cho hoặc là nhành mô mà hắn có tí đó, là thỉnh thoảng họ nấu cơm nếp á, họ cũng cho. Có một cái gia đình đó ở một cái ghe nhỏ, ở một cái ghe đó nhỏ nhỏ thôi, có một cái ghe nhỏ nhỏ bề ngang nữa, nói chung là tầm khoảng cỡ 1m2 đó, nhưng bề dài khoảng cỡ 4 mét, nhưng mà 6 đứa con với hai vợ chồng ở trên cái ghe đó mà không có ruộng, không có nương gì hết, mà chỉ mò cua bắt ốc không, mà ở ngay cái chỗ sát cái bờ rào của đơn vị tôi huấn luyện đó. Mà hình như tôi ở đó gần 4 tháng trời tôi đều thấy ở đó cực kỳ đói, mà bọn tôi là thỉnh thoảng cứ phải lấy bánh mì đó hoặc là gạo đó, hoặc là phát gạo lên đem ra cho. Huấn luyện từ tháng 8, đầu tháng 8 sang đến ngày 14 tháng 12 năm 78 thì chúng tôi được lệnh hành quân.
đi lên biên giới. Thì được lệnh hành quân lên biên giới á, thì Hồng Ngự, Cao Lãnh, Đồng Tháp xuống quân á, là Tân Công Chí, Gò Chùa Tân Công Chí. Hôm chúng tôi lên đó thì đi ban ngày như đến 11 giờ đêm. Đến 11 giờ đêm thì mới đến đến đó, à, đi tàu thủy. Tại vì đồng bằng sông Cửu Long không có tàu hỏa, không có tàu lửa, mà chỉ có tàu thủy thôi. Mà đi theo cái con sông đó, người ta là không có sông Tiền trong chi mà chạy vô cái Hồng Ngự đó. Mà tôi cũng sông Tiền hay sông Hậu như đó. Đấy, mà sông nó chảy cũng mạnh lắm. Mùa mưa lúc đó mùa mưa cho nên nước nó đục ngầu. Chạy ngược lên. Thì lên đó là trung đoàn 9 chúng tôi ở đó. Và người ta thông báo là toàn bộ sư đoàn là đều tập trung đến đó hết. Sư đoàn tập trung đến đó. Thì hôm đó tôi lên là gần 11 giờ đêm. Thì tôi nhận thêm á, là súng, nhận thêm là cái trong súng tôi là một dây đại liên, tức là một dây đại liên của tôi là bằng 100 viên. Thì tôi nhận thêm 4 dây nữa là bằng 5 dây, tức là tôi đã đeo vắt chéo qua người này. Đấy, là 4 dây, chứ mỗi bên 2 dây. Đấy. Và cái ông sói bắt phụ với tôi á, thì lại lúc đó là lại ở trên là cấp cho tôi một cái phòng nòng phụ nữa, thêm cái nòng nữa. Thì cái khẩu đại liên tháo lắp hắn cũng nhanh thôi. Hắn có cái khóa bật nên là tháo rất là nhanh. Thì ông sói là ông có một khẩu AK, nhưng cả đại đội chỉ có một mình ông có cái ba lô, vì lý do là ông đeo đạn cho tôi. Đạn cho tôi cho nên là ông là coi như đi với tôi. Như là cả đại đội là khi đó là cởi trần hết. Tôi cũng cởi trần, nhưng cái ông sói là được đeo cái ba lô, nhưng mà phải một đeo một ba lô đạn. Nhưng mình mà tôi là một khẩu súng rồi với 5 dây đạn. Bắt đầu là tổ chức là đại đội tôi là được dự bị. Cùng với đại đội 4, tức là đại hỏa lực á, đại đội hỏa lực của tiểu đoàn á, là đại đội hỏa lực có nhiệm vụ là hỗ trợ cho các cái đại đội 1 và đội 2. Thì hôm đó là tôi còn nhớ là đại đội 2 là đi giữa, nhưng mà đại đội 1 là họ luồn sâu lên. Từ ngày hôm đó là ngày 14, thì tối ngày 14 là có 11 giờ đêm, là 14 là sáng ngày 15 là đánh rồi. Không được nghỉ ngơi thì mau hết. Còn cái việc mà họ đánh cấp trên, cái lúc lần của tôi cũng đang gọi là linh lác mà, cho nên chỉ biết nhận nhiệm vụ mà đánh thôi. Điều ơi, mày chạy chỗ nào mày chạy. Lúc đó mình nói chính xác là mình chỉ biết làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, chứ còn biết rộng ra thì cũng không biết được là đánh kiểu chi thì hắn dò tiểu đoàn với đại đội. Lúc đó là Pol Pot bắt đầu hắn phòng thủ, tức là hắn đào hầm, đào hố, đào công sự vững chắc. Đào hầm, đào hố, công sự rất vững chắc. Tại vì hắn hiện đánh lên rồi. Mà khi hắn đã đánh lên á, thì lúc đó đánh là chỉ có đánh vô cái mình lính đồ lực mình có mà. Đánh vô cái du kích, đánh vô công an vũ trang, mấy công an chốt biên giới, gọi là công an vũ trang. Và đánh vô những vô sâu đất liền mình, vô sâu vô hướng Việt Nam mình khá sâu. Rất khá sâu. Thì lúc đó ở lính mình á, là có nhiệm vụ phải đánh vận động lên để giải phóng toàn bộ khu vực mà Pol Pot đã chiếm. Mà phải đuổi lên tận biên giới luôn. Thì tôi nói tổng hợp sơ qua tí này, là đến ngày 17 tôi đã bị thương rồi. Nhưng ở sư 339 đó là đến ngày 22 tháng 12 là cái ngày sư đoàn thiệt hại nặng nhất. Đó là các bạn lính của tôi về trở về kể đó. Thì cái ngày đó là ngày đánh chào mừng 22 tháng 12, tức là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đấy, hắn mạnh lắm, cực kỳ lì. Hắn cực kỳ lì. Và hắn khi tôi đánh lên á, thì hắn lại không mặc quần áo. Có những đánh đụng đơn, đánh định bút bên đây á, thì mặc quần áo toàn là gì không. Nhưng đánh bút bên đây là mặc quần áo toàn áo. Đấy. Và thậm chí mặc cả quần áo dân thường này. Đấy. Cho nên không phân biệt là lính chủ lực chỗ nào mà, nhưng mà đánh ghê sợ luôn. Thì tôi nói cái đêm bắt đầu tôi mới nói sang ngày 15 tôi đánh. Sáng ngày 15 thì đại đội 3, đại đội 1 bắt đầu là luồn sâu đánh. Đại đội 1 thọc sâu. Đại đội 1 thọc sâu, mà đại đội 1 thọc hơi sâu đó. Thì cái địa hình ở đó là coi như là hắn cũng như ở cái làng thôn quê ta đó. Thì cứ mỗi một làng cách nhau chỉ khoảng 100 đến 200 mét. Thì hắn có một cái làng, ở giữa là một cái cánh đồng, ở giữa là đồng. Mà cái ở giữa cái đồng thì thỉnh thoảng nó có một cái bờ, gọi là có những hàng cây hút nốt hoặc cây dừa. Ở trong làng nó có những cái gò, tức là cái điểm cao rồi những cái đồi, nhưng mà ở ngoài là ruộng không. Khi đó là tháng 12 rồi á,
thì là mùa khô rồi. Tức là bắt đầu cái vùng cạn nó bắt đầu khô, cứng đét đất hết. Cứng đét đất hết. Mà những cái hắn bắt đầu những cái chỗ mà trũng xuống á, hình lòng chảo nó trũng xuống á, thì nước bắt đầu hắn đọng dần, có chỗ thì cái cỏ lác hắn mọc lên. Cái khu vực đó là coi như là, nói thật với chú là nước nó rút xuống, nhất là cái cá chuối. Coi như hắn dày đặc như trong chậu của cái khu vực, những cái hộc nước đó. Tức là bắt đầu luồn sâu thì 5 giờ sáng thì pháo mình bắn. Của tôi mà đánh vào cái điểm đánh ấy, thì tôi tưởng tượng phải đã lên tầm 2-3 cây số, bắn trượt xa lên đi. Mà bắn cũng khá nhiều đó. Bắn phải đến cái tầm khoảng hơn 1 tiếng. Mà phải đến cả hình như cả cái trung đoàn pháo của sư bắn lên. Của quân khu nữa đó. Cái lúc đó thì bắn cái lúc nó bắt đầu hơi sáng, nó bắt đầu hưng hững này. Nổ súng, thấy ngay nổ súng luôn. Nổ súng luôn. Đấy. Thì tôi lúc đó là nằm ở phía sau, tức là dự bị. Đại đội 3 là đại đội dự bị. Đấy. Thì cái đại đội 1 đó làm thọc sâu quá. Cái đầu đường sư tiến, hắn thọc sâu quá. Mà cái đại đội 2 hắn thọc bên đây á, thì hắn thọc vừa phải, cho nên cái đại đội 1 thọc vô coi như là hắn ôm lấy, hắn vây, hắn đánh. Đến khoảng cỡ 9 giờ thôi. Người thì cái đại đội 4 với đại đội 3 tôi là gần nhau, tại vì đại đội 4 cũng nằm sau mà. Đại đội 3 là đại đội dự bị. Đại đội dự bị cho nên nằm cũng gần đại đội 4. Nhưng mà hai khẩu đại liên thì khẩu 12-8, khẩu đại liên tôi là khẩu 12-8 nằm bên tay phải tôi. Thì đại liên tôi nằm bên tay trái. Nhưng hôm đó là hai khẩu hỏa lực của tôi đó với cái khẩu 12-8 là ý đồ là định lao lên cái gò, hắn có một cái gò. Hai anh gọi nhau nói chuyện với nhau được mà. Thì cách nhau chỉ khoảng có 10-15 mét thôi. Như hôm đó nói chính xác là lần đầu tiên tôi trong đời lính. Khẩu 12-8 là bắn hỗ trợ cho các cái đại đội luồn sâu. Tại vì bắt đầu nổ súng mà. Bắn hỗ trợ. Mà thấy đại đội 1 là tôi ở bên cạnh cái máy bộ đàm của thằng đại 4 cái tổ đoàn đó. Là nghe điện linh thanh luôn. Là tôi bị nằm ở dưới cái bụi tre. Nằm trong bụi tre. Nhưng ở dưới bụi tre là sau cái ao. Sau cái ao. Mà đánh mức độ là coi như là tôi cối với hỏa lực, cái loại hỏa lực nhá, hỏa lực gọi là của DK với cối với cái loại hỏa lực mạnh đó. Mà tôi tưởng tượng tôi nhìn ra bãi là coi như là hắn một coi hết chỉ coi như là hắn bắn mù mịt trên đất luôn, hắn như mưa luôn ấy. Hắn rơi mà hắn rơi coi như không tưởng tượng nổi luôn. Mà là cái khẩu 12-8 chạy đâu thì tôi lại chạy theo đó. Đấy. Sau cái ông Tâm ông đại trưởng ông bảo đổ mẹ mày. Mày ơi lại đốn xong mày chạy theo nó. Ông Tâm á. Ông người miền Nam mà đại 4 xong mày chạy theo nó. Bảo mày thế nào mày tính thế nào con, mày phải lên cái gò đó, mày nằm đó cho tao. Đấy. Mà từ cái chỗ tôi nằm dưới cái ao đó lên cái gò đó hơn 100 mét, mưa coi như là hắn mưa đạn luôn, tôi cứ phải bò. Coi như là tôi coi động tác tôi đã học rồi, cứ nữa tôi lăn tôi bò. Mà tôi bò để tôi cắm đầu xuống tôi bò. Mà bò là có phải bò một mình, bò phải một khẩu súng đại liên này, AK còn kẹp còn dễ bò dễ lết, nhưng một khẩu đại liên với 5 dây đạn hắn chặt chéo con người này, hắn khó bỏ lắm. Đấy. Hắn khó bỏ lắm mà không có cái lợi dụng địa hình vật, không có một cái chi là để mà lao đến gọi là để che khuất để mình lao đến cái đại khẩu cái gò đó. Nhưng cái gò nó rất lợi hại, cái gò đó, tại vì hắn cao hơn cả ruộng, cao hơn cả các cái làng bên kia mà mình quan sát rất như là dễ. Mà khi tôi lên cái gò là có một cái công sự gì đó. Có một cái công sự gì đó. Tôi may đừng cái là có cái công sự gì đó. Thì tôi lên thì được khoảng phải đến 30 phút đồng hồ. Thì ông sói ông mới bò lên được. Ông sói ông bán phụ với tôi mà. Cái trận đầu tiên của tôi đó. Thì tôi cứ theo khẩu 12-8 với lý do là cái hỏa lực của thằng 12-8 là tất cả các loại hỏa lực là đều sâu khẩu 12-8 hết. Đều sâu khẩu 12-8. Mà khi nó nói chính xác là tôi chưa nổ súng. Tôi cứ chạy theo cái khẩu 12-8. Cho nên là hắn phản lại cái khẩu 12-8 nữa. Mà cái DK rồi các loại hỏa lực của mạnh nó phản lại. Đấy, phải khẩu 12-8 có nhiệm vụ phải bắn hỗ trợ cho đại 1, đại 2 xông lên. Đại 1, đại 2 xông lên. Hắn như vậy. Cho nên là tôi cũng ngu chỗ đó. Mà tôi dở là dở chỗ đó. Nó đúng thế. Đấy. Khi bắt đầu tôi tách được khẩu 12-8 ra thì lúc đó tầm khoảng cỡ 11-12 giờ trưa.
11, 12 giờ trưa. Thì tôi lên được cái gò đó, là tôi phát hiện được một khẩu cối. Tại vì từ chỗ tôi nằm đến khẩu cối nằm á, chỉ có 150 mét đến 170 mét. Nằm đó, tôi quan sát được một khẩu 12-8 bên tay phải tôi với một khẩu DK nằm bên tay trái tôi. Nhưng khẩu 12-8 với khẩu 12-7 là nằm, hắn bố trí công sự là hắn không nằm trong làng. Mà hắn đào một cái thông hào ra ngoài cánh đồng luôn, cắm cây đấy, để ngụy trang hắn nằm đó, mà nằm im đó luôn. Thì đến khoảng cỡ tầm khoảng 11 giờ trưa, đến 11 hay đến 12 giờ trưa vậy đó. À, 12 giờ trưa thì tôi đang nằm trên cái công sự đó mà. Thì thấy ông Sơn, tức là ông Sơn liên lạc ông Sơn Đại Một này. À, ông Sơn Đại Một tức là ông liên lạc là cùng với đợt đi với tôi đó, tức là ông Sơn ông làm liên lạc ở Đại Một. Ông chạy về. Ông chạy vì trong tay ông không có khẩu súng. Trong tay ông không có súng. Mà hai tay ông cầm hai quả lựu đạn này. À, hai tay ông cầm hai quả lựu đạn. Ông cuống lên là lúc đó là cối với hỏa lực đó. Hắn ra ông chạy trong làn đạn luôn. Coi như trong cái làn đạn cối, làn hỏa lực chứ không phải là làn đạn AK nhé. Thế mà không trúng đạn, không bị thương. Đấy. Mà ông cứ luồn ông bò theo cái rãnh khoai người ta trồng đánh luôn. À, rãnh khoai người ta trồng á. Tại vì hắn có cái đồng mà rãnh khoai đó. Tôi mới nhìn ra, đúng Sơn rồi. Thì hắn cách tôi những khoảng gần đến gần 20 mét đó. Tôi bảo, bò lại công sự đi. À, bò lại công sự thì bắt đầu mãi mới bò vô được. Bò vô được thì coi như là hắn bảo chết hết rồi. Tại vì đang thấy ông đại trưởng mà thấy coi như là không thấy đại trưởng nữa, nó bảo chết hết rồi. Chúng tôi mới bảo chết hết cả đội rồi bác. Tàu nhìn lên nhìn xuống thả thấy thằng mù nữa rồi. Không biết là chạy đi mù mà hắn đi mù hết rồi, chết hết rồi thằng. Hắn bảo chết hết rồi. Hắn cũng nghe nói rồi. Nhưng bắt đầu là hắn bảo thôi thì đồng hương ở đây đi. Tao có hai quả lựu đạn, tao đưa cho mình quả nữa này. Tao cũng có hai quả rồi, lúc nó phát có hai quả lựu đạn thôi. Thì hắn đưa cho tôi một quả. Quả lựu đạn, nó đạn của Mỹ, đạn US đó. Đấy, hắn có cái bóc hắn tròn tròn rồi. Thì tôi cũng lấy luôn, tao móc vô dây lưng lớn. Thì hắn bò về phía sau. Thì tôi nằm, nó bắt đầu tôi án ngự. Thì tôi phát hiện được mà. Lúc đó thấy khẩu cối bắt đầu thả đạn. Thì thấy hắn chớp đầu nòng mà. Đầu mình thấy chớp đầu nòng, thấy phụt khói ra đầu nòng á, nhưng mà chưa không thấy bọn mồ ạ, không thấy hắn mà, nhưng mà thấy cái, chứ bắt đầu quan sát mà là thấy cái nòng hắn, khẩu sáu thôi nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình nhìn kỹ mình thấy, tại vì mình trên cao mình nhìn xuống mà, mình thấy hắn nằm kẹp với giữa ba cái cây dừa, hình tam giác nằm với giữa ba cây dừa luôn, đấy, bắt đầu hắn cắm, hắn chặt lá hắn cắm xung quanh, thì tôi với cái khẩu đại liên, khẩu cối đó là tôi với anh đấu nhau tầm khoảng gần 2 tiếng. Cứ mỗi lần mà thấy anh, tại vì hắn thả là tôi thấy tay. Tôi thấy tay anh thả xuống. Thì tôi bắt đầu ngoéo cò, tôi để sẵn nó rồi. Thì cái đại liên của tôi là cứ 5 viên thì có một viên dẫn đường. Đấy, có một viên dẫn đường. Đấy. Thì cứ ngồi thả là tôi bóp thấp nhất phải 3 lần, mỗi lần 5 viên. Đấy, mỗi lần 5 viên vào đó. Đấy. Mà tôi đấu nhau tầm khoảng 2 tiếng. Thì cứ mỗi lần thả thì thả có quả thôi, đến khi tôi bóp cò cái là coi như thế lại thôi. Lại thôi, nhưng thả đúng có quả thôi. Không đến quả được thứ hai cứ thấy tôi thấy thỏ tay là tôi bắt đầu tôi ngáo tại vì tôi chốt sẵn tôi nằm đó rồi, tại vì tôi nằm đàng hoàng, tôi có bị tì nghiêm chỉnh luôn. Đến 3 giờ chiều ạ. Thì đại đội tôi bắt đầu là nhận nhiệm vụ vào đánh lên, đánh thẳng lên luôn, tung đại đội dự bị ra, tức là đội đội 3 tôi nữa, là đánh thẳng lên luôn, Aliso lên luôn. Cái từ chỗ tôi nằm, đại đội tôi nằm mà đến chỗ Aliso vô cái khu vực mà là địch đang đấu với bọn tôi nữa, chỉ có 150 đến 170 mét, tức là hắn có một cái cánh đồng, tức mà hắn nói cánh đồng nhưng mà hắn có từng ô ruộng, hắn cũng không mấy, nhưng mà cái hàng cái thốt nốt á, thì cách nhau cũng xa xa đó, cách nhau phải 70-80 mét đấy, nên là cái hàng một đấy, nhưng mà cây có cái chỗ có 5-6 cây một chỗ, nhưng có cổ phải đến cỡ 30-40 mét chứ đừng có cây. Nhưng mà lính mình khi đó theo tôi nghĩ là ông Tâm á, ông hô là súng phóng lên anh em ơi, thì ông rút súng ông bắn cái là coi như là cứ đó lao lên thôi, không lợi dụng đi hình vật, lao thẳng lên luôn. Đấy. Anh mô lật là lật nằm đó rồi, coi như mà anh mô lao cứ việc lao lên. Đấy. Anh lao lên
thì lao lên coi như là thì cách nhau có 100-170 mét thì lao nhanh lắm. Đấy, phóng lên thì coi như là địch thu hoạch luôn cả cái khẩu M48 luôn, là địch kịp rút. Đấy, không biết cái chiến thuật gì tôi không biết, nhưng mà thường thường là bộ binh về đường trước mà hỏa lực về đường sau, nhưng mà đợi đó hai khẩu lực nằm bên ngoài luôn, lồi hẳn nó bên ngoài không cố nằm tụt phía sau. Bên đây là hơi trống trống, có mặt phạt nên hơi trống trống này. Thì cái thằng một thằng lính, thằng người An Giang, hai một, anh Sơn ơi, có ba cái thùng phi. Trong lúc một thằng tôi em thấy cửa cửa, em thấy đùng đùng cửa cửa, mà chắc chắn là có lính úp đúng đó. Thì cách tôi chừng khoảng 100 mét, cách tôi 100 mét, thì tôi bị nằm xuống, thì ông Hắc á, ông giữ khẩu cối thì là cùng với tôi mà, cùng với trung đội hỏa lực với tôi đó. Ông Hắc khẩu cối, như ông đó là người miền Nam, ông nhiều tuổi hơn tôi. Ông bảo đủ mẹ đi tao. Ông bảo đủ mẹ đi tao. Thế tôi bảo 100 mét thì ông thả sao được. Thế là ông cũng cầm lên ông thả, coi như là ông để cối xuống thả đến 60 quả luôn. Nhưng mà hắn vượt hết. Thế bắt đầu là tôi bị nằm xuống, tôi bắn cái thùng phi ngoài cùng á. Nhất là cái thùng phi nó tung lên, một thằng chết tại chỗ. Thế là bắn trúng thùng phi luôn, là trúng luôn thằng đó luôn. Tại vì đạn đã liên trúng là chỉ có chết thôi. Đạn đã liên trúng thì chết. Thì chết luôn cái thằng đó. Thì cái thùng phi nó mới hắn văng ra. Hai cái thùng phi mới đổ đó. Hai cái thùng phi là hắn đổ ra, hắn lòi hai thằng nữa ra. Lòi tiếp hai thằng nữa. Tức là khi, theo tôi nghĩ là khi mình xông lên quá nhanh. Mà đường sau là đồng. Cho nên không thể chạy được. Coi là rút quá chậm. Tức là hắn rút không nổi nữa ra. Phải bằng cách là hắn chui một cái thùng phi. Bằng cách là chỉ chui thùng phi thôi. Thì hai thùng phi hắn văng ra, tức là hắn cái đụng thùng phi tôi bắn ra, hắn đụng vô vào nó, hắn văng ra, lòi hai thằng ra. Thì một thằng bắt đầu bỏ chạy, tôi bắn chết tại chỗ một thằng nữa, thì mấy thằng AK là cũng Alexia bắn thêm tiếp bồi nữa. Thì vì xông lên có một thằng hắn mặc bộ quần áo đen, mà nhỏ nhỏ gắm gắm người, hắn đeo cái một cái giáp, đôi giáp đây này. Ê, khẩu súng một cái khăn, hắn quàng khăn đỏ đỏ, là tôi thấy rõ một luôn mà. Ê, hắn chạy thẳng phía đường biên giới á, chạy thẳng biên giới. Mà bọn tôi ở đây là coi như nằm xuống ngắm bắn, kể cả mấy ông AK rồi mấy ông Hắc, cả cối nó bắt đầu thi nhau bắn, dưới mà không trúng mất, hắn chạy mất. Thì khi bọn tôi bắt đầu thu dọn chiến trường á, chính xác là cái đại đội một thọc quá sâu. Tức là không bấu víu, không hợp đồng được với cái đơn vị bạn. Thọc vô quá sâu. Tức là bị đánh, gọi là bị đánh bất ngờ luôn. Mình bị đánh trước, cái đại một bị đánh trước. Chứ là mình không chủ động đánh trước được. Mà mình bị đánh trước thì có khả năng theo tôi nghĩ là bị lộ. Đấy. Mà khi bị lộ rồi là hắn, khi tôi nằm thấy là cái gò đây là hắn trơn tăng trơn hết. Một dãy đó. Anh em đánh nhau là cởi mặc con đùi hết mà. Mặc con đùi hết. Thì cứ nằm từng đống đống một. Cái trận ngày 15 đó. Thì chết chừng khoảng cỡ 10-15 thằng thôi. Cả tiểu đoàn anh thấy xác chết đó. Còn bị thương không biết. Bị thương thì anh chắc hắn trốn chạy thôi. Hoặc là có khi là hắn chết rồi hắn cũng kéo đi ít. Nhưng mà thấy tại chỗ là 10-15 thằng thôi. Nhưng mà lính mình lên đó là thấy cứ từng đống đống một. Không có súng có đạn gì hết. Lấy sạch. Mất 2/3 đại đội. Mà đại đội khi đó mới huấn luyện lên nhá, mới đánh ngày đầu tiên đó. Đại đội 1 đó. Mà huấn luyện phải cỡ 70-80 anh chứ. Mất 2/3 là chú tưởng tượng coi là chết như thế nào. Đấy. Chết quá nhiều đi. Đấy. Cái ngày hôm đó là đại đội tôi cũng hy sinh có 2 anh thôi. Và bị thương khoảng 4-5 anh như đó. Đấy. Thầy của tôi là Aso lên. Lao thẳng cái đầu, cắm đầu lao luôn. Coi như là cứ ba anh một lần, không kể trời đất, phóng, cắm đầu phóng lên, phóng như một cái mũi tên lên trên đó, bằng giá nào phải chiếm cho bằng được cái khu đó, khu gò đó. Đấy, khu gò đó. Nhưng khi đánh xong thu dọn chiến trường tìm xác anh em là đúng là anh em đại một là cứ chết từng đống đống một, có chỗ đến 15 anh. Nhìn thảm thương lắm. Ở trận đầu tiên, cái trận đầu tiên đó, là thấy sợ luôn.
là trận đầu tiên là tôi bắn thẳng, tôi thấy rõ luôn với một không chế được một khẩu cối, cái khẩu cối mà tôi không chế đó là bác chạy mất, là cái khẩu hỏa lực đó, nhưng thu được một khẩu 12-8 với một khẩu DK, đấy là vứt bỏ chạy, đấy là về hỏa lực, còn AK phải cỡ đến 40-50 khẩu, 40-50 khẩu, thì tầm khoảng 15-16 khẩu là có xác chết bên cạnh. Nhưng mà lính bốt khi đó là bọn tôi phát hiện được là coi như hắn đàn bằng cái lá thốt nốt đó, đàn từng giỏ giỏ một này, hắn bỏ cơm rồi bỏ cái thứ tình vô cái giỏ đó, hắn chưa ăn nhá, đang còn nguyên xi đang nóng hổi luôn, tức là lên anh em đói là bét luôn. Tất cả cái súng của nó của bốt đó là hắn buộc cái dây đỏ trên cái đầu nòng, cái dây đỏ, cái giả cái dây đỏ đỏ màu đỏ, màu đỏ buộc trên cái đầu nòng. Súng AK, súng chi cũng nữa, 71 cũng nữa, buộc những cái đầu nòng luôn. Hôm đó khi tôi đánh xong cái đến giải phóng được cái khu đó thì tầm khoảng mất gần 5 giờ chiều rồi. Và đi thu dọn chiến trường và đi tìm xác anh em của đại một đó là mất 5 giờ chiều rồi. Hết nằm chốt tại đó. Nằm chốt tại đó và củng cố lại quân cái còn bao nhiêu. Để đến ngày sáng bắt đầu đến tối ngày 16 tiếp tục lại luồn vô đánh tiếp sang cái khu làng bên kia.